3 mẹo nhỏ giúp cho các tiệm nail ở Mỹ, châu Âu đông khách hơn hẳn các đối thủ trong vùng. Mẹo thứ nhất, phải có một sản phẩm dẫn. Đối với các tiệm nail lớn có chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt thì họ thường hay chọn một sản phẩm được nhiều người sử dụng, sau đó đẩy mức giá xuống thấp hơn nhiều so với các đối thủ trong vùng mà vẫn giữ nguyên được chất lượng của dịch vụ đó nha. Nhờ vậy, khách hàng sẽ ưu tiên đến cái tiệm của bạn để trải nghiệm và sử dụng dịch vụ đó. Tất nhiên là họ sẽ sử dụng luôn những dịch vụ khác nữa. Lưu ý, bạn chỉ cần chọn đúng một dịch vụ để đưa mức giá xuống thấp thôi. Bởi vì cái dịch vụ đó chủ yếu có nhiệm vụ làm marketing và không quá quan tâm đến lợi nhuận. Có thể là lời một chút thôi là cũng được rồi. Bạn sẽ kiếm lời từ những dịch vụ khác. Mẹo thứ hai, hãy cho phép khách hàng thấy được sản phẩm và dịch vụ của bạn ngay tại nhà. Mọi người chú ý là phải làm video để cho những người trên mạng xã hội thấy được cái sản phẩm và dịch vụ của bạn. Và đặc biệt là hãy cho người ta thấy được rằng cái tiệm nail của bạn đang đông khách như thế nào, bằng cách quay những góc quay rất là rộng. Từ những cái video đó, những khách hàng mà chưa bao giờ đến cái tiệm của bạn á, họ sẽ tò mò và muốn đến trải nghiệm sản phẩm. Cái mẹo thứ ba là hãy chủ động xin review Google Maps. Mình tin chắc rằng đối với cái tiệm nail ở Mỹ á, thì cái nguồn khách đến từ Google Maps nó là rất nhiều. Nếu mà bạn để cho khách tự động review á, thì tỷ lệ cao là họ sẽ không để lại review. Cho nên bạn hãy chủ động hỏi thăm họ về cái sự hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ và đưa cho họ cái mã QR code để họ dễ dàng đăng nhập vào review ngay tại chỗ. Thì như vậy cái khả năng mà bạn có được review trên một khách hàng á, nó rất là cao.